Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những toan tính đáng sợ của ông Tô Đại Tướng lật tẩy âm mưu thâm hiểm. Bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam là tạo ra một thứ danh hiệu thi đua hão. Ai cũng muốn em giấu đi cái xấu để thể hiện thành tích cho thật tốt. Chính vì lẽ đó, cái xấu có cơ hội nấp bóng thành tích ảo mà phát triển không ngừng. Trong bộ máy của nhà nước Cộng sản luôn có những thỏa thuận ngầm giữa những người chuyên moi sai phạm ở các địa phương và lãnh đạo địa phương để giữ thành tích cho quan địa phương. Có lần ông Nguyễn Phú Trọng đã phải thú nhận cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng thì đủ thấy tiêu cực nó ăn sâu vào bộ máy này tới mức như thế nào. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã toan tính điều gì. Ngay cả quan chức thuộc Thanh tra Chính phủ hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng cũng có cơ hội rất lớn nhận tiền hối lộ từ quan chức địa phương để bỏ qua những sai phạm của họ. Một khi sai phạm được giấu thì quan chức ấy lẽ ra bị kỷ luật, bị truy tố thì giờ lại trở thành cán bộ có năng lực và sẽ được cất nhắc lên cao hơn trong những nhiệm kỳ tới. Cùng với cơ quan thanh tra của Đảng và cơ quan thanh tra của Chính phủ thì Bộ Công an chính là nơi mà quan chức rất sợ. Một khi công an vào cuộc thì quan chức nào cũng xanh mặt. Vì thế, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một nhân vật nắm quyền sinh, quyền sát đối với quan chức địa phương sau ông Tổng. Những ngày qua, ông Tô Lâm cho làm hộ chiếu thiếu nơi sinh đã gây chuyện rắc rối rất lớn về mặt truyền thông đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hầu hết các bình luận trên mạng xã hội đều chỉ trích ông Bộ trưởng Công an, nhưng ông lại cứng đầu đến cùng. Đến nỗi, chính Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải nhắc nhở, nhưng ông Tô Lâm vẫn chờ. Và câu hỏi đặt ra là vì sao ông ta như vậy? Ngoài những phân tích của tờ Thời báo .d đã miêu tả về cái đầu thử đá của ông Tô Lâm thì nay Thời báo .d đã nhận được một nhận xét từ một trong những người chuyên săn tin hậu trường chính trị Việt Nam rằng ông Tô Lâm đang âm thầm bảo vệ thành tích cho các quan chức địa phương để đổi lại ông Tô Lâm được họ ủng hộ để thay thế một trong chiếc ghế tứ trụ vào thời gian tới. Đây là hình ảnh những địa phương bị Hàn Quốc hạn chế cho nhập cảnh. Người ta nói ông Tô Lâm không phải do sai sót vấn đề thiếu nơi sinh trên hộ chiếu, mà ông cho giấu nơi sinh để các lực lượng lao động ở các địa phương bị tai tiếng trong vấn đề trốn ở lại bất hợp pháp, tiếp tục được xuất khẩu lao động tới các nước đấy. Mục đích là làm đẹp thành tích quản lý cho các quan tỉnh nơi như vậy. Và những địa phương bị Hàn Quốc lên tiếng bao gồm trong danh sách đen như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ. Đáng chú ý là Nghệ An và Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội là các địa phương có rất nhiều quyền lực ở Trung ương Đảng. Nếu làm đẹp thành tích quản lý cho các quan đầu tỉnh thì thế nào cũng nhận được sự ủng hộ của họ trong các cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở những kỳ hội nghị Trung ương Đảng và Đại hội Đảng. Như vậy thì theo những người thạo tin, đây là âm mưu chính trị của ông Tô Lâm chứ không phải do sự sơ suất, bởi chỉ cần bê nguyên mẫu cũ của hộ chiếu là không có rắc rối đến như vậy. Vấn đề là Bộ Công an cố tình giấu nơi sinh mà thôi. Hiện nay, ông Tô đang rất nóng lòng được thay thế ông Chủ tịch nước để tiếp tục sự nghiệp chính trị, nên ông tìm kiếm mọi sự ủng hộ của các thế lực chính trị khác nhau. Một địa phương như Nghệ An đã có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa nói đến Hà Tĩnh có đến 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Chỉ cần hai địa phương này ủng hộ ông Tô Lâm thì ông có lợi thế không nhỏ trên đường đua đến chiếc ghế cao hơn. Đây là hình ảnh Nguyễn Hòa Bình dùng nỗi oan của dân để buôn chính trị, khá giống với Tô Lâm dùng nỗi khổ của dân để buôn chính trị. Âm mưu chính trị đã buộc dân phải trả giá rất cao. Đó là trò chơi của các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản. Như tờ Thời báo .d đã nói, ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã dùng mạng của dân trao đổi với sự nghiệp chính trị, thì ông Tô Lâm cũng vậy. Ông đã đẩy người dân đến sự khó khăn, vất vả và tốn kém để phục vụ mưu đồ chính trị cũng không có gì là lạ.
Điều lạ là người dân Việt Nam lại quá hiền khi cam chịu mọi bất công do quan chức chính quyền gây ra mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Những toàn tính đáng sợ của ông Tô Đại tướng lật tẩy âm mưu hiểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bà Trương Thị Mai lại cả khịa, hai mày râu là bí thư và chủ tịch tại Hà Nội. Bà Trương Thị Mai hiện nay là phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị. Trước đây, tờ Thời báo .d đã có đưa tin bà Trương Thị Mai nói bóng nói gió nhắm vào ông bí thư Thành ủy Hà Nội khi bà nói câu rằng không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, không biết giữa bà Mai với ông bí thư Hà Nội có gặp vấn đề gì với nhau hay không, mà lần này bà Mai một lần nữa phát biểu nhắm vào lãnh đạo thành phố này. Vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, tại hội nghị quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, bà Trương Thị Mai lại có phát biểu rằng cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, đồng tiền ngân sách phải được sử dụng hiệu quả. Theo bà Mai, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý tại nước ngoài đều quan trọng, nhất là đồng tiền ngân sách nhà nước phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất. Đây là hình ảnh vào ngày 22 tháng 7, bà Mai đã cả khịa ông bí thư Hà Nội lần thứ nhất. Bà Mai nói rằng khuyến khích các địa phương, đơn vị chủ động trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài khi có điều kiện. Ban tổ chức Trung ương sẽ hỗ trợ công tác liên hệ với các cơ sở đào tạo. Điều quan trọng nhất là đồng tiền ngân sách nhà nước phải được sử dụng hợp lý và hiệu quả. Phát biểu của bà Mai ngay sau khi có tin Hà Nội dự kiến chi 90 tỷ đồng cho đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho hàng trăm công chức. Viên chức sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cử đi học tập tại Mỹ, Đức, Nhật, v.v. Giai đoạn 2022-2025, tổng kinh phí khoảng 90 tỷ đồng. Theo đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 được ban hành vào ngày 8 tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ chủ trì cử 60 cán bộ đi học hỏi kinh nghiệm thực tế về quản lý phát triển đô thị ở Nhật Bản, Singapore và Mỹ, kinh phí là 11 tỷ đồng. 100 cán bộ đi học tại Nhật Bản, Mỹ, Đức và Singapore với kinh nghiệm thực tế trong quản lý phát triển nguồn nhân lực, kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Sở Tài chính Hà Nội chủ trì cử 100 cán bộ sang Đức, Mỹ, Singapore học kinh nghiệm thực tế về quản lý tài chính công, đầu tư công, chiến lược, chính sách công, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ở một số nước tiên tiến, tổng kinh phí là 18 tỷ đồng. Đây là hình ảnh chính quyền Hà Nội đang dùng tiền ngân sách một cách hết sức mờ ảo. Theo như đánh giá của nhiều người trên mạng xã hội thì kinh phí này dùng để đi du lịch trá hình. Rất nhiều quan chức cố trích ngân sách vì lý do này để hỗ trợ đi du lịch và không loại trừ khả năng là có ý đồ trục lợi trong đó. Không phải là người dân không tin chính quyền, nhưng đã xảy ra những trường hợp như ông Lê Tấn Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải. Trước khi về làm tổng giám đốc của Shagri, ông Hùng vốn là chỉ huy trưởng của lực lượng thanh niên xung phong ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2016, Shagri đã ký 10 hợp đồng tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài có tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với công ty thương mại dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và công ty du lịch thanh niên xung phong. Tất cả đã tất toán công nợ. Chắc là bà Trương Thị Mai biết những mánh lới rút tiền ngân sách của nhà nước để đi du lịch cá nhân, và câu nói của bà được cho là nhắm vào ông Đinh Tiến Dũng, bí thư, và ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch. Trong chính trị, ai biết tận dụng yếu điểm của người khác thì ắt người đó có thế mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà bà Trương Thị Mai lại leo đến chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương đầy quyền lực như hiện nay. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai phát biểu nhắm vào lãnh đạo của Hà Nội. Trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa có phụ nữ nào leo cao như bà Mai, trừ bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chính trường Đảng Cộng sản Việt Nam đang đấu đá rất khốc liệt. Một phụ nữ mà vào ban bí thư thì có thế lực rất mạnh. Và hiện nay bà Mai không im lặng như lúc trước nữa,
mà bà đã lên tiếng mạnh mẽ hơn. Có lẽ vào nhiệm kỳ mới, bà Mai sẽ là một nhân tố mới gây bất ngờ trong Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian tới.